Em của nhà chị đấy, nó ra phát chị order luôn. Lúc mà là báo một cái là chị báo luôn. 32 GB ra. Đâu 12, 16 GB. 32. 32 à? Không có là 32 mới khủng vậy chứ. Surface Pro 10. Con này là mà chip 1165 chứ không phải 135 đúng không? 97 đúng không? Ultra 7. Ultra 7. Đấy 7 nhưng mà 16 chị thấy bọn nó bán 13 rẻ hơn. Yeah. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Ok chưa? Nhắn chị Tuấn đi. Thế chị đã bảo là chưa mở lúc đấy. Thằng Minh nó gọi chỗ thôi không bán nữa. Mình vì nói như thế sự tưởng của em là khách ý, bóc toàn của chị ra chị chẳng làm. Con Ultra 7. RAM 32 GB. RAM 32 GB. Đem máy ra đây. SSD 512 à? 512. Gần như là cấu hình cao nhất ở Việt Nam hiện tại. Bằng SSD 3 nhưng mà con này không có khe cắm SIM đúng không? Nhưng mà bọn em thường đâu có cắm ngoài. Đâu. Bình thường là không có. Không cần nhưng mà kiểu order. Em nhắn chị Tình chưa? Đấy chị. Ok chưa? Cấu hình của nó ở trong thùng này không? Có thùng không? Đây cấu hình đây này. Ừ, bạn ấy biết rồi. Từ lúc này có một bạn đến chỗ phố Vọng ở bên Giản Võ rồi. Không phải